rừng mùi tuyết thay đám xung chân thơ tập vẹp trong ngày mùn phùl gồ dưới ở chôm dân mà tao nì dưới tha xong nông mùa rương mà bỏ hai đám cầm thật khá tao bán sao chôm cho mùi em rích phật mấy chồng chôm sơn nà tơ rồi bỏ em rích tàng sơn nà tơ rụng ní tàng sơn nà tơ mùi ní càng xa tư nà rót bà chăm rót ní đi còn mùi tuyết xa còn chăm thật chăm ớt chót em rích ta à vậy để miên nó cứ cầm ai làm cầm thật khá còn dây luôn này này chẳng tới cả đó sai rồi miên em rích nâng cầm thật khá chẳng em rích và các bạn thì sẽ bàn thờ chẳng đôi cầm thật khá như vậy hết biết ta bắt năng đảng phải chứ bây giờ ai làm cầm thật khá có mơ đó ngày muốn chuộc chống cho bắt bàn như vậy hướng đi như hướng sinh ta ở rừng nó kêu văn dưới thì cót hỏi nó hãy đông cầm được cá cót về mà rai quay cầm xlam cót có tới chỗ ruộng có rút nhiên khăn mà lấy bóng pro xong xlam cót có tới chỗ ruộng ai kêu con dưới ngày nông dưới tư ý dưới ăn nông nơi một hát bóng xì rồi nó kia để rút lên đó buôn máu cho trụ mọt như thế này khi ông xông thử miệng khi ông ớt dương tên tổ lá ca tên rí cho thật và ớt miên chót ẩm rích tì à vây đại ca ớt miên cứ cầm sổ khá này dây phí ẩm rích chui chay miên nó không đang thả chẳng rương đi về mến rương rồi viên Campuchia nâng ẩm rích ná rương rương cầm thật khá dân ảm rích tới thư ơ rìa bọt dân mách chứ rương mách lúc ai vô chung một khi ông ta về hướng ta bắt nâng đã chứ ạ bán cho ảm rích ta chui cầm thật khá bắt đuôn lúng thế cầm thật khá như thế luôn này đã bộ cầm thật khá lương tăng phi ả rập biếp ả đây nè ấy mì lô sử vích tạm bay phá đây tây na nó vô máu hay à clip nước biển chạy không xong chẳng hiểu dương bán từ tua rồi nè đòi từ bơi rương cái đấy bán chập rám á khang phai ai đám cầm từ ca đang mê tivi rồi bỏ cót bán đại cái sao môi tiết ai cái sao được cót đạ mau chun từ lá ca nó cứ ai cái sao đôi cái này hot miền ai khóc liền mặt tịch chúng ai cả xa rồi bỏ khang phần này từ lá ca để miến để đau mà đang miến còn đôi kia ai cả xa rồi bỏ con đạp máu đôi kia tới chia sòng nông rương muối đây con của miến ai cả xa chẳng dương của miến khang từ lá ca của miến ai cả xa chẳng chẳng miến miến này nó cắt thà cắt tỏ bỏ con đại ai cả xa máu nguyên chân đấy chẳng nghe đang chia chồng nói tốt hơn tổ ra ca cái đấy thôi tổ ra ca cái đấy dương tổ hóa cái bàn gì thôi thả hơi cửa rút tổ ra ca vô hôm nay cái chay bay anh chay để tê bà nhát để tê bà bát năng tổ ra ca ôi chơi bay chỉ nông cái mau tài ấy thấy chủng rung tổ ra ca chay chủng rung tổ ra ca chứ trong trong ôl mục nữa này không mau mau bằng nghiên mặt kháng bằng nghiên thả hơi cửa rút hôm nay tờ lạc ca đón mặt hàng thiết ở trong tôi sẽ có tờ lạc ca các bạn chơi thư đấy hả năng bạn này chơi thư thư luôn này đâu bà tê khi ông tư khi ông tư miễn đi tê vị thi rồi bọc chông ai tầm lạc ca đón bê na hả năng tầm lạc ca hai rương cầm tờ ca xong mò kẻ vị tê ấy hả năng cư sẽ anh tờ lạc ca thế và lấy con miễn sức đau hơn nơi không vị tê còn được kiếm bằng hai nơi ở rong rồi bao kiếm người ta ngay nó kiếm bằng hai ở rong rồi bao kiếm người ta thì ở rừng sông tự kéo với tê đôi chỉ hướng tư bên đất sông kiếm rừng ngò xu sông tông côn chơi đôi chỉ mình cua chỉ hút phật sạn này ba nhà hát đi không phải học con chứ phần là nâng mình men chưa hôm nay thì bao kiếm đi mình men chưa hôm nay thì bao kiếm đi
ក្រុមកំតែវង្ហាញជាមួយគាត់ថាបញ្ហាការសុំទៅពិនិត្យទៅកែប្រទេសសុំពិនិត្យព្រោះទៅទៅសុំតុលាការមិនគួរខ្លាចទៅជាឧបសគ្គនៃបញ្ហាការសុំឆ្លាតទៅក្រៅប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចឲ្យទៅឬមិនឲ្យទៅគឺជាអំណាចពេញលេញរបស់តុលាការខ្ញុំមិនលូកលាន់ទេ តែបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់បើខ្ញុំជាតុលាការបើសិនជាសូមខ្ញុំឲ្យបើសិនជាខ្ញុំជាចៅក្រមបើខ្ញុំវាមិនមែនចៅក្រមខ្ញុំវាមិនមែនចៅក្រមខ្ញុំគាត់តែសំដែងបង្ហាញនៅយុវបល់របស់ខ្ញុំទេសូមកុំយល់ថាណែលោកហ៊ុនសែនសង្កត់តុលាការឲ្យតុលាការឲ្យលោកកឹមសុខាចាក់ចេញមិនទេអត់ទេសូមទោស